Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để theo dõi chủ đề ảnh hưởng của giàn khoan 981 trên Biển Đông. Kính thưa quý vị, giàn khoan Hải Dương 981 đã hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam hơn một tháng, chưa có dấu hiệu xuống thang vì các vụ giằng co trên biển giữa lực lượng Trung Cộng và Việt Nam vẫn tiếp diễn. Diễn tiến các sự kiện liên quan đến hoạt động của giàn khoan 981 hiện nay và trong tương lai gần như thế nào, thưa quý vị? Chúng ta thấy tại hiện trường thì Trung Cộng đã đưa hơn 100 chiếc tàu, đủ kể cả 6 chiến hạm, để bảo vệ chặt chẽ giàn khoan 981 và chưa có dấu hiệu rút giàn khoan trước 15 tháng 8. Và như vậy, tại sao họ bố trí tới 6 chiến hạm, thưa quý vị? Bởi vì họ sợ các cái họ sợ các tàu ngầm của Việt Nam hay của quốc tế đến gần để quan sát hoặc đến gần để phá, cho nên họ có cả 2 chiếc tàu rà mìn để mà có thể đặt thủy lôi để mà có thể theo dõi quét tất cả những cái mìn mà được bất cứ ai đã thả đến đó chẳng hạn. Bây giờ thì cái nguy cơ xung đột vũ trang vẫn rất là lớn. Nếu mà kiềm chế không hữu hiệu, tức hai bên không có kiềm chế hữu hiệu, thì có lẽ sẽ xảy ra xung đột ở trên biển. Bắc Kinh không rời vùng tuyên bố do áp lực của Việt Nam hay quốc tế. Như vậy, đó là một điều chắc chắn. Bắc Kinh họ hết thời hạn, họ có thể rút hoặc không. Nhưng mà họ không rời trước cái thời hạn họ đã ấn định để mà chứng tỏ rằng họ bị áp lực của Việt Nam hoặc áp lực của quốc tế. Ngoại giao và tuyên truyền, vì nói đến quy tắc ứng xử trên Biển Đông thì còn quá xa vời. Chưa có nói chuyện, có thể mới có ở phần tham khảo, tham vấn mà thôi, chứ chưa tới cái phần vào hội nghị để thảo luận. Như vậy con đường còn xa lắm. Không có cái gì mà chắc chắn rằng Bắc Kinh sẽ hài lòng và sẽ ngồi lại bàn đàm phán. Bắc Kinh quyết không nộp hồ sơ phản biện và bởi vì tòa án quốc tế thì cho phép Bắc Kinh tới 15 tháng 12 sẽ gửi cái bản phản biện lên. Vì do cái lên tòa án, do cái vụ kiện của Manila. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong thời gian tới đây thì các hội nghị lớn như đối thoại Sri Lanka từ 30 đến 1 tháng 6 rồi tới thượng đỉnh Asian sắp tới đây đều có cái thái độ hung hăng đối với Bắc Kinh. Hội nghị thượng đỉnh đã qua rồi, hội nghị thượng đỉnh ASEAN đã qua thì cũng đều nhắc đến cái việc Trung Cộng, nhưng mà không nói hẳn tên, nhưng mà ít nhất cũng là quan tâm đến vấn đề đó. Thì Bắc Kinh bố đang cố mình mô tả như một nạn nhân bị xâm phạm nên quyết bảo vệ chủ quyền. Bắc Kinh tố cáo Việt Nam đụng tàu trên 1.400 lần trong suốt thời gian hơn một tháng. Và giàn hỏa lực mồm của Bắc Kinh thì đe dọa đánh Việt Nam, trong khi Việt Nam dọa kiện Trung Quốc, nhưng mà hai bên thì chỉ mới dọa mà thôi. Chính sách bành trướng tại Biển Nam Trung Hoa của Bắc Kinh như thế nào, thưa quý vị? Bắc Kinh đã mở 3 mặt trận từ năm 2003, gồm có thứ nhất là mặt trận về tâm lý, tìm cách kích động chủ nghĩa dân tộc quá khích để làm áp lực với các nước láng giềng của Trung Cộng. Thứ hai là về truyền thông, thì đẩy mạnh cái hỏa lực mồm, tức là đưa ra những cán bộ cao cấp, những cái sĩ quan về ngành nghiên cứu quân sự để chứng tỏ rằng, nghĩa là Bắc Kinh sẵn sàng sử dụng vũ lực và sẵn sàng thắng. Cái thắng đó rõ ràng Chủ tịch Đặng Cân Bình cũng nói là hãy ra lệnh đi là đi, đi là phải đến, đánh là phải thắng. Đó là cái chủ trương của Đặng Tiểu Bình truyền đạt cho quân đội của Trung Cộng. Vì trên phương diện pháp lý thì họ củng cố tuyên bố chủ quyền đơn phương. Họ tuyên bố rồi nhưng bây giờ cần phải củng cố bằng cách công khai, bằng cách không công nhận công pháp quốc tế và xác lập chủ quyền thực tế. Họ không cần biết các cái thỏa ước của đã ký với quốc tế là gì. Họ không làm. Họ ký nhưng mà họ không làm. Rồi bây giờ xác lập chủ quyền thực tế như chúng tôi đã trình bày trước đây, rằng cái giàn khoan đó nó đến trong cái vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Có thể là nó đang đóng những cột mốc để dọc theo đường lưỡi bò, thưa quý vị. Cái thứ hai là xây dựng cái đảo nhân tạo tại Gangma, đảo chữ thập Đa Vành Khăn như tiền đồn, thưa quý vị. Việc xây dựng đảo nhân tạo là cái quyền được cái luật
biển công nhận, nhưng mà với điều kiện là đó thuộc trong vùng chủ trong vùng thập đặc quyền kinh tế của mình, nhưng mà các cái nơi chiếm chưa phải là đặc quyền kinh tế, do đó cái việc xây dựng các đảo nhân tạo đó là hoàn toàn bất hợp pháp, không theo đúng cái quy luật của quốc tế. Và dùng tiếp vận hàm mới đây, dùng tiếp vận hàm chở có trọng tải 20.000 tấn để đi để yểm trợ cho lực lượng bảo vệ hàng không, để tiếp liệu về dầu, về thức ăn, về tất cả mọi thứ cho các cái chiến hạm quanh, cho các cái chiến hạm và tàu bè quanh dòng khoan. Trước áp lực của dư luận quốc tế, Bắc Kinh đang thực thi đường lối ngoại giao nào, thưa quý vị? Đối với Hoa Kỳ thì họ phái 4 chiến hạm và 1.000 lính đến Hawaii để tập trận vành đai Thái Bình Dương do Mỹ chủ trương, với 23 quốc gia cùng 47 chiến hạm và 25.000 lính Mỹ tham dự. Như vậy đã chứng tỏ rằng họ là một cường quốc và sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ trong bất cứ việc nào. Đó là cái tại sao trước đây họ không tham dự, nhưng bây giờ họ tham dự là mục đích để họ chứng tỏ rằng họ đủ khả năng trở nên là một siêu cường. Và họ hợp tác với Hoa Kỳ chứ không chống lại Hoa Kỳ, để chứng tỏ rằng bên cạnh tôi là có Hoa Kỳ và những anh láng giềng của tôi chớ có hòng để chờ cho Hoa Kỳ đưa lực lượng quân sự tới cứu chẳng hạn. Giữ quan hệ quân sự với Mỹ, đây là hai bên có hai mục đích khác nhau. Một bên Mỹ muốn giữ quan hệ để kiềm chế cái hoạt động hoặc hiểu biết về hoạt động quân sự của Trung Cộng. Ngược lại, Trung Cộng muốn quan hệ quân sự với Mỹ để chứng tỏ rằng chúng ta là không đồng minh thì cũng là bạn, cho nên đừng có bao giờ can thiệp cái việc nội bộ của tôi. Đó là mục đích của Bắc Kinh. Dọa Nhật thì bây giờ họ biết rằng lực lượng của Nhật tương đương, bây giờ nên đánh Nhật thì không được rồi, nhưng mà cứ tiếp tục dọa, cứ tiếp tục đe dọa và ra sức chia rẽ Nhật và Asian. Chúng ta biết vừa đây thì Nhật đã cố gắng là muốn có một cái bang giao tốt đẹp hơn và có sự hợp tác quân sự với các nước Asian. Cho nên Trung Cộng cho rằng bây giờ ông Nhật này, ông đang muốn dỡ lại cái trò của Thế chiến thứ hai là để xâm chiếm các cái nước, các ông phải coi chừng. Đó là cái làm. Bây giờ khó đánh Phi lắm, bởi vì Phi bây giờ có hiệp ước Mỹ Phi và vừa mới đây để tăng cường thêm một hiệp ước mới. Do đó cho nên khó mà đánh. Và hơn nữa là Phi xa Hoa Lục hơn, cho nên cái chuyện đó không rất khó. Nhưng mà Bắc Kinh vẫn tiếp tục lũng đoạn Asian, như là Mã Lai Á chủ tịch luân phiên sắp tới năm 2015 đây, thì muốn đấu diều với Trung Cộng thay vì gay gắt. Còn cái thượng đỉnh ở tại Myanmar, chúng ta cũng thấy rõ rằng ai cũng chỉ trích nhưng mà không nêu đích danh của Trung Cộng. Và có thể là Trung Cộng đang chuẩn bị đánh chớp nhoáng theo các hỏa lực một, thì nói là thế nào Trung Cộng cũng đánh Việt Nam để dằn mặt và đánh trong chớp nhoáng để cho các nước khác không thể cứu được Việt Nam. Vì tương quan lực lượng nghiêng về phía Trung Cộng, không sợ Mỹ can thiệp về dễ áp lực về chính trị và kinh tế. Chúng ta thấy rằng Việt Nam và Trung Cộng thì có cái mối quan hệ chính trị và kinh tế rất gần gũi, cho nên Trung Cộng dễ áp lực để cho Việt Nam bị chịu thiệt, bị im đi, im tiếng là chịu theo Trung Cộng. Thưa quý vị, Asian, Việt Nam, quốc tế đang áp dụng các biện pháp nào để đối phó với Bắc Kinh? Về Asian, chúng ta thấy cái xu hướng từ bỏ ảo tưởng đối với Trung Cộng đã gia tăng tại Asian, nhưng mà chưa đủ mạnh. Thưa quý vị, tôi xin nhấn mạnh chưa đủ mạnh. Thì và hy vọng kéo Bắc Kinh đàm phán về quy tắc ứng xử trên Biển Đông, duy trì quan hệ tốt về kinh tế. Việt Nam thì gì? Việt Nam thì dọa kiện nhưng mà chưa có dấu hiệu rõ ràng. Như vậy thì họ mong chờ đàm phán hơn là chuẩn bị hồ sơ để mà đưa Trung Cộng ra trước tòa án. Và họ mong đàm phán để cho xuống thang. Mà nếu xuống thang thì hai bên cũng khỏi mất mặt. Rồi, nhưng mà Việt Nam còn chơi một trò nữa là kích tướng quốc tế. Tìm cách kích tướng để cho quốc tế theo mình và chống Trung Cộng. Nhưng mà cái đó tôi nghĩ là không có ảnh hưởng lắm. Về quốc tế thì họ sử dụng hỏa lực mòm, tức là tuyên bố chống Trung Cộng đủ kiến, nhưng mà họ khuyến khích hợp tác Asian về quân sự và kinh tế có điều kiện, nghĩa là
anh hợp tác quân sự nhưng mà phải có điều kiện rõ ràng. Còn anh nói mơ hồ anh muốn hợp tác là không được. Bây giờ Mỹ thì họ đang tìm cách kiểm soát các hoạt động của Bắc Kinh. Nhật Bản thì thiết lập ban giao như chúng tôi vừa trình bày. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Việt Nam đi vào đâu. Hẹn tái ngộ. Kính mời quý đồng hương tham gia chương trình văn nghệ gây quỹ giúp cho các nạn nhân sau cơn bão Haiyan xây dựng lại nhà cửa, cuộc sống, trường học, các trung tâm y tế cũng như phục hồi lại sự buôn bán của người dân Philippines do US Philippine Society tổ chức vào lúc 8 giờ chiều ngày Chủ nhật 15 tháng 6 2014 tại The John F. Kennedy Center for the Performing Arts 2700 F Street Northwest, Washington DC 20566. Những thắc mắc và bảo trợ xin liên lạc điện thoại số 202-595-2880. Trần Đình Dũng và Thanh Nhã xin hân hạnh mến chào quý vị khán thính giả. Đây là message của công ty dược mỹ phẩm Jade. Nếu quý vị nào muốn tìm lại một xương khớp thật là dẻo dai, không cần bị đau đớn khi trở chơi. Cũng như quý vị tìm lại mái tóc bóng bẩy mượt mà, làn da căng hồng sáng mịn như tuổi thanh xuân của mình. Có thể ngăn ngừa tất cả những cholesterol mỡ đóng nơi vành tim và giúp cho cả một hệ thống máu huyết được lưu thông tuần hoàn. Ngoài ra quý vị nào muốn đẩy độc tố ra khỏi cơ thể và tìm lại sức mạnh cho gan và thận như tuổi thanh xuân. Đôi mắt thì sáng lên và không cần bị cườm khi về già. Tất cả những yêu cầu này đều nằm trọn ngay trong collagen có yến thương hạng của công ty J. Mỗi một hộp gồm có 10 chai và mỗi một chai gồm có 13.000mg từ cá Red Snapper với tất cả những vitamin rất đặc biệt như yến đỏ từ Phú Sĩ, vitamin B1, B2, B6, vitamin C, hyaluronic, siêu keten và còn nhiều hơn thế nữa. Giá mỗi một hộp collagen yến là $99 nhưng với promotion đặc biệt kể từ ngày hôm nay, giá của 3 hộp chỉ còn lại $250 mà thôi. Và đặc biệt quý vị phái nam nếu muốn sự tiện lợi khi đi làm hoặc là khi đi travel trên máy bay, quý vị có thể dùng collagen bột 5.000mg gồm có 30 gói. Mỗi một gói như vậy quý vị uống một ngày và quý vị uống với tất cả loại nước uống nào mình yêu thích. Và giá của mỗi một hộp collagen bột là $79 cũng với chương trình promotion đặc biệt mua 3 tặng 1. Thanh Nhã kính chúc quý vị tìm lại sức khỏe tráng kiện cũng như là một làn da trắng hồng sáng mịn như tuổi thanh xuân của mình. Hãy tìm đến với công ty J, vua của collagen. Đôi khi, hương vị là điều quan trọng nhất. Công thức bí truyền trong ẩm thực Việt Nam lưu truyền qua nhiều thế hệ. Kỹ thuật được tôi rèn cả đời để đạt tới hương vị tuyệt vời. Đôi khi, tất cả gắn kết tạo nên sự hoàn hảo. Gần 120 năm qua, đã chinh phục khẩu vị của bao người trên thế giới. Nước mắm 4 số 9, phương thức ủ truyền thống từ 1895.